đây là hai đối tượng đã giật túi sách của chị Lê Phương Anh, ngụ quận 10, trước nhà số 62 xuyệt 13, đường cư xá Lữ Gia, khu phố 2, phường 15. Do phản xạ, chị Anh giằng co giữ lại quai đeo túi sách. Ngay lúc đó, trinh sát đội 3, phòng PC45, công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đuổi theo qua nhiều tuyến đường Nguyễn Thị Nhỏ, Bình Thới. Trong lúc bị truy đuổi, đối tượng ngồi sau quay lại dùng bình xịt hơi cay xịt về phía lực lượng truy đuổi. Các trinh sát có bắn 3 phát súng chỉ thiên. Khi bọn chúng bỏ chạy đến trước nhà số 168/25/19, đường Lê Thị Bạch Cát, phường 11, thì bị té ngã. Các trinh sát kịp thời bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 11 để tiếp tục điều tra, xử lý.